số 32 anh Tài có mặt tại Qatar vào cuối năm nay. Đội tuyển Anh chắc chắn là một trong số những đội tuyển gây được sự chú ý nhiều nhất bởi vì truyền thông của họ mà. Nhưng trong 4 năm qua, người ta biết đến đội tuyển Anh nhiều, người ta chú ý đến đội tuyển này nhiều không phải vì những câu chuyện lùm xùm từ những tờ báo lá cải mà đến từ những dấu ấn mà Gareth Southgate đã đặt lên tam sư. Chào mừng các bạn quay trở lại với Đường Đến World Cup 2022, đội tuyển Anh. Hành trình đến World Cup 2022. Còn nhớ tại giải đấu này cách đây 4 năm trên đất Nga, Anh đã thất bại khá đau đớn ở bán kết trước đương kim Á quân, đó là Croatia, một thất bại sau 120 phút. Thế nhưng sau đó đội tuyển Anh đã lột xác với một cái đội hình trẻ trung và kết hợp với nhiều yếu tố kinh nghiệm và họ đã thành công khi mà vào đến trận chung kết Euro 2020 trên sân nhà. Nhưng thật đáng tiếc họ cũng đã gục ngã trước người Ý. Trong số 4 năm qua, qua rất nhiều giải đấu, Gareth Southgate đã dần cho thấy một đội tuyển Anh hoàn toàn khác so với những đội tuyển Anh của những huấn luyện viên tiền nhiệm trong quá khứ, khi mà họ tập hợp rất nhiều những ngôi sao lớn, thế nhưng không có một sự đoàn kết. Nhưng Anh lần này là một đội tuyển hoàn toàn khác. Ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Anh rơi vào một bảng đấu không quá khó khi nằm cùng với Ba Lan, Albania, Hungary, Andorra và San Marino. Ngoại trừ Ba Lan là đối thủ có phần tương đối khó chịu, thì những cái tên còn lại trong bảng Y hoàn toàn rất khó có thể gây trở ngại cho đoàn quân của Gareth Southgate. Trong tổng số 10 trận đã đấu, Anh giành đến 8 chiến thắng và 2 trận hòa, có được 26 điểm, cùng hệ số bàn thắng bại là dương 36. Anh gây ấn tượng khi ghi đến 39 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Anh của Gareth Southgate cũng chính là đội bóng có được nhiều số bàn thắng bại cao nhất trong tất cả các đội thi đấu tại vòng loại World Cup 2022. Sở dĩ có được tổng số bàn thắng bại cao như vậy là bởi tam sư tạo ra không ít thắng lợi hủy diệt trước những đối thủ tại bảng đấu của mình. Nếu nhìn vào kết quả của Anh, chúng ta không khó để nhận ra họ tạo được những trận đấu với tỷ số của một set tennis, chẳng hạn như thắng lợi với tổng tỷ số 15-0 trước San Marino sau 2 loạt trận, thắng Andorra với tổng tỷ số 9-0 sau 2 loạt trận và chiến thắng 4-0 trước Hungary và Albania. Hai trận hòa của Anh chỉ là trận hòa 1-1 trước Ba Lan và 1-1 trước Hungary, vốn là những đội tuyển đã từng để lại ít nhiều dấu ấn tại Euro 2020. Tháng 11 năm 2021, khi mà chỉ còn một trận hòa thôi là thầy trò Gareth Southgate đã chính thức lên máy bay đi Qatar rồi, khi mà họ gặp một đội bóng tiểu nhược như là San Marino. Thế nhưng họ đã giành chiến thắng 10-0, một chiến thắng không thương tiếc, và đây cũng được ghi nhận là một trong những chiến thắng đậm nhất trong lịch sử của đội tuyển Anh. Trận thắng tưng bừng của Anh còn ghi một dấu mốc đáng nhớ, đặc biệt dành cho Harry Kane và các tài năng trẻ. Harry Maguire đã đưa đội bóng của Gareth Southgate vượt lên dẫn trước từ rất sớm, trước khi Filippo Fabbri phản lưới nhà nhận độ cách biệt cho Anh. Harry Kane sau đó lập cú poker với hai bàn trên chấm 11m trước giờ nghỉ giải lao để lập nên kỷ lục với 16 bàn thắng trong một năm dương lịch cho đội tuyển Anh, vượt qua thành tích 12 bàn của George Hughes vào năm 1908 và Dixie Dean năm 1927. Trong khi đó, Emile Smith Rowe cũng đã ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong trận đấu đầu tiên cho tam sư. Trong quá khứ, San Marino từng ghi bàn chỉ sau 8 giây trước đội tuyển Anh ở vòng loại 28 năm trước. Nhưng thời điểm đó, họ hoàn toàn vô hại trước đội hình của Gareth Southgate, vốn thiếu vắng trụ cột do chấn thương. Sau chiến thắng 10-0 trước San Marino, Anh chính thức có vé đến World Cup 2022 với vị trí nhất bảng, xếp trên đội nhì bảng là Ba Lan. Lịch sử tham dự World Cup. Mặc dù được xem như là một những cái nôi ra đời của bóng đá và đang sở hữu giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới là Premier League, thế nhưng tại các giải đấu lớn, đặc biệt là tại sân chơi World Cup, tuyển Anh luôn mang đến những sự thất vọng cho người hâm mộ. Và lần duy nhất cho đến nay họ được chạm tay vào chiếc cúp vàng, đó là vào năm 1966 ngay tại quê hương. Tại World Cup 1966 tổ chức tại Anh, Alf Ramsey đã dẫn dắt tuyển Anh giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trước Tây Đức sau thời gian thi đấu hiệp phụ ở trận chung kết. Trong đó, Geoff Hurst ghi một cú hat-trick và đó cũng là lần duy nhất Anh nâng cao danh hiệu này tại một giải đấu lớn cho đến ngày nay. Đến World Cup 1970, Anh bị loại khỏi tứ kết với Tây Đức. Sau đó là thập kỷ 70 đang tối khi bóng đá Anh không vượt qua được vòng loại hai kỳ World Cup 74 và 78. Bước vào thập niên 80, Anh cũng chẳng khá khẩm hơn khi thành tích tốt nhất của họ là tứ kết tại Mexico 1986 khi bị bàn tay của chúa của Maradona đánh bại. Tại World Cup 90, Anh gây ấn tượng khi vào đến bán kết và chỉ chịu thua trước Tây Đức trong loạt sút luân lưu. Nhưng sau đó 4 năm, họ lại không thể vượt qua vòng loại World Cup 94. Trước khi vào đến bán kết World Cup 2018, Anh với thế hệ vàng của Beckham, Lampard, Gerrard, Ferdinand, Neville, Terry, Scholes, Rooney cũng chẳng thể làm nên chuyện tại World Cup.
hoặc thậm chí còn gây thất vọng khi thường bị loại từ sớm, và thành tích tốt nhất cũng chỉ là một tư cách. Ngôi sao của đội. Tôi nói thật với các bạn, như là huấn luyện viên của đội tuyển Anh là cái ghế mà áp lực nhất trong tất cả các đội tuyển, khi mà họ sẽ phải cố gắng tập hợp những ngôi sao tốt nhất ở Premier League. Những cái câu lạc bộ hàng đầu luôn là những ngôi sao tập hợp, và thế nhưng những cái phiên bản trước đây trong quá khứ họ không cho thấy cái sự đoàn kết. Nhìn đến với Gareth Southgate, ông đã bỏ ngoài tai những cái áp lực từ truyền thông và đã chọn ra những con người phù hợp nhất với mình. Và người ta vẫn hay nói rằng Southgate và những đứa trẻ lúc này đang tạo nên một giấc mơ lớn. Nhưng khi Gareth Southgate lên nắm tuyển Anh và đưa đội bóng vào đến bán kết World Cup 2018, ông thay đổi hoàn toàn về góc nhìn của tất cả về cách chọn người. Trong tay Southgate đều là những cầu thủ giỏi, nhưng họ trẻ, rất dễ bảo và chưa có những cái tôi lớn. Sau 3 năm, lứa cầu thủ của Southgate một lần nữa trở thành thế hệ vàng. Đó là điều dễ hiểu với thành công của các câu lạc bộ Premier League trong những năm gần đây. Trong 3 năm gần nhất, có đến 4 câu lạc bộ Anh lọt vào chung kết Champions League. Trong top 20 cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện nay, có đến 5 cầu thủ là người Anh. Nhiều người trong số họ còn rất trẻ. Tuyển Anh cũng là đội bóng sở hữu nhà cầu thủ đắt giá nhất Euro 2020. Gareth Southgate đã có trong tay những Harry Kane, Mason Mount, Raheem Sterling, Alexander Arnold, Jack Rollis, Declan Rice, Phil Foden, Calvin Phillips, Kyle Walker, John Stones, Luke Shaw, Jadon Sancho, Reece James, Jude Bellingham, Tammy Abraham, Marcus Rashford, Bukayo Saka hay Harry Maguire. Tuyển Anh giờ đây thừa thải tài năng đến mức Gareth Southgate từng phải triệu tập một danh sách sơ bộ 33 người và chờ đợi thêm những cập nhật về tình hình thể trạng của các cầu thủ để chốt danh sách cuối cùng tham dự Euro. Và có lẽ sắp tới tại World Cup cũng giống như vậy. Và trên tất cả, với kinh nghiệm chinh chiến cùng khả năng của mình, thủ quân Harry Kane vẫn sẽ là đầu tàu để hướng tam sư đến với một giải đấu thành công. Dự đoán thành tích tại World Cup 2022. Đội tuyển Anh giờ đây đã thoát được cái mác là sư tử giấy. Tại Euro 2020, họ chỉ nhận có 2 bàn thua. Trong khi đó, trải qua 10 trận ở vòng loại khu vực châu Âu World Cup 2022, họ chỉ nhận có 3 bàn thua. Lô đá của đội tuyển Anh thì vẫn xù xì, thế nhưng nó đã cho thấy cái sự hiệu quả. Những thành tích này đã mang đến rất nhiều niềm tin cho những người yêu mến đội tuyển Anh. Như trong thời gian qua, phong độ của tam sư đang cho thấy điều ngược lại. Hồi giữa tháng 6 mới đây, đương kim áo quân Euro bất ngờ để thua Hungary 0-4. Những người hâm mộ Anh không khỏi bị sốc khi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của các cầu thủ. Kết thúc lượt trận thứ tư UEFA Nations League, Anh mới có 2 điểm và đang xếp bét bảng. Với những thất bại muối mặt ở Nations League, phong độ của Anh đang ở mức đáng báo động trước khi World Cup 2022 diễn ra. Dù vậy, Gareth Southgate vẫn tin tưởng vào đội bóng của ông. Theo Southgate, sự tự tin và kinh nghiệm đã lớn lên trong đội hình tuyển Anh sau chiến tích lọt vào bán kết World Cup 2018 và chung kết Euro 2020. Chúng tôi đã nói với nhau, nếu chúng tôi có thể vào bán kết, chúng tôi có thể vào chung kết, và chúng tôi đã làm được tại Euro 2020. Và nếu chúng tôi có thể vào chung kết, chúng tôi có thể giành chiến thắng tại World Cup 2022. Điều đó là rõ ràng. Nhưng để làm được điều đó vô cùng khó khăn, và chúng tôi sẽ phải gần đến mức hoàn hảo nhất có thể. Đó là thách thức lớn, nhưng đồng thời chúng tôi cũng cho thấy sự sẵn sàng. Đó là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới qua mỗi ngày chúng tôi ở bên nhau. Đội tuyển Anh này đã có những màn trình diễn ổn định trong khoảng thời gian dài, trong 3 hoặc 4 năm qua, nên chúng tôi chắc chắn là một trong những ứng viên có thể giành chiến thắng tại World Cup. Tại World Cup, Anh sẽ nằm chung bảng B với Iran, Mỹ và Wales. Rõ ràng tam sư chính là đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng đấu này, khi đang sở hữu lứa thế hệ cầu thủ đầy tài năng. Anh rất có thể sẽ làm nên chuyện một khi họ thể hiện được đúng khả năng. Để về World Cup 2022, Anh cũng được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, để có thể hiện thực hóa mục tiêu này, thầy trò Gareth Southgate phải làm rất nhiều điều. Khả dĩ nhất, tam sư có thể hướng đến mục tiêu bán kết trước khi nghĩ đến giấc mộng xa hơn. Lịch thi đấu. Tại World Cup lần này, Anh rơi vào bảng B. Họ sẽ lần lượt gặp Iran, Mỹ và cuối cùng là Wales, một đội bóng cũng nằm trong khối Liên hiệp Anh với họ. Đây là một bảng đấu khá dễ thở và Harry Kane cùng với các đồng đội hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu dẫn đầu bảng để tránh việc phải đụng độ với Hà Lan, đội bóng nhiều khả năng sẽ dẫn đầu bảng A. Anh sẽ gặp Iran vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 11, gặp Mỹ vào lúc 2 giờ sáng ngày 26 tháng 11 và gặp Wales vào 2 giờ sáng ngày 30 tháng 11. Anh hoàn toàn có thể đặt quyết tâm thắng trọn vẹn cả 3 trận vòng bảng để chắc suất tấm vé đầu bảng trước khi hướng tới vòng knockout gặp đội nhì bảng A, nơi có thể sẽ là cuộc tranh đấu giữa Qatar và Senegal. Khoảng 5 tháng nữa thôi, vòng chung kết World Cup 2022 sẽ chính thức bắt đầu. Anh họ đã thoát được cái mác từ áp lực truyền thông, khi mà gần đây Gareth Southgate đã làm được rất nhiều điều phi thường của đội bóng này.
họ suýt chút nữa chạm tay vào chiếc vô địch Euro. Họ cũng đã rất gần với danh hiệu World Cup vào năm 2018. Và biết đâu chừng cái suýt chút nữa đó nó sẽ được phá tan hoàn toàn tại Qatar 2022. Sở hữu trong tay một đội hình cực kỳ chất lượng với lứa thế hệ cầu thủ đầy tài năng đến mức thừa mứa, Tam sư được đánh giá là một trong những ứng cử viên cạnh tranh cho ngôi vương. Nhưng sau những gì đã thể hiện trong thời gian gần đây, anh đang khiến cho người hâm mộ đặt hoài nghi về sức mạnh cũng như phong độ thực sự. Nhưng hãy khoan phán xét vội, bởi mọi thứ sẽ chỉ sáng tỏ khi World Cup 2022 bắt đầu. Và vừa rồi là tất tần tật về hành trình đến với World Cup 2022 của đội tuyển Anh, đội tuyển mà trước đây luôn rất ồn ào với truyền thông, nhưng giờ đây họ ồn ào bởi thực lực. Và đây là cả bóng đá, hành trình đến World Cup. We'll be right back.